Đối thủ thứ hai của đội tuyển Việt Nam trong chặng 1 của giải đấu lần này đó là đội tuyển nữ Indonesia, đội bóng thường xuyên cạnh tranh với chúng ta ngôi vị Á quân ở sân chơi CV League trong những năm qua. Indonesia đã để thua nhanh trong lượt trận đầu tiên của họ khi chạm trán với đối thủ mạnh, đội bóng đương kim vô địch Thái Lan sau 3 set đấu. Và ngày hôm nay họ sẽ quyết tâm hơn nhiều khi đối đầu với Việt Nam trong trận đấu này để tìm kiếm những điểm số đầu tiên. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay với trọng tài số 1, bà Jocelyn Den Rosario, trọng tài người Philippines. Trọng tài thứ hai là ông Duning, trọng tài tới từ Trung Quốc. Và người điều hành công nghệ Video Challenge Eyes là trọng tài Nông Giao Plesat, trọng tài người Thái Lan. Ở trận này thì đội tuyển Việt Nam có những sự thay đổi trong đội hình ra quân. Đội trưởng Thanh Thúy vẫn xuất phát ngay từ đầu cùng với Bích Tuyền. Nhưng Bích Tuyền ở trận này được trả lại với vị trí đối chuyền quen thuộc. Thanh Thúy sẽ đánh cặp chủ công cùng với Trần Tú Linh. Chủ công có khả năng phòng thủ và xử lý bước một tốt. Trong khi đó thì cặp phụ công của chúng ta vẫn là Lê Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của hai đội bóng. Indonesia giữ nguyên đội hình ra quân, một sơ đồ giống hệt với trận đấu gặp Thái Lan, với chủ công mang áo số 7 Ratri, đối chuyền mang áo số 8 Megawati, chủ công mang áo số 9 Ashela, số 11 phụ công Mirasuki, số 17 đội trưởng phụ công Winda, và số 24 đó là chuyền 2 Putri. Libero được đăng ký thi đấu trước của Indonesia đó là cầu thủ mang áo số 1 Inda. Ở thời điểm này thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia đó là ông Chamnan Dokmai, huấn luyện viên người Thái Lan. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cái tên xuất phát trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, phụ công Lê Thanh Thúy, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, phụ công Nguyễn Thị Trinh, chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh và chủ công Trần Tú Linh. Khánh Đang là libero được đăng ký thi đấu trước. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, người đã cùng với các cô gái vàng chinh phục được rất nhiều những cột mốc trong lịch sử bóng chuyền nước nhà trong hai mùa giải gần đây. Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu có thể nói là chơi dưới sức trong là trận mở màn gặp Philippines. Trận đấu đó chúng ta mắc rất nhiều lỗi chuyền một và hy vọng những điều đó sẽ được cải thiện trong cuộc chạm trán với Indonesia ở trận này. Mũi công lợi hại nhất của Indonesia vẫn là Megawati, đối chuyền mang áo số 8. Hôm nay sẽ là một cuộc đối đầu rất hấp dẫn giữa Megawati và Bích Tuyền, những đối chuyền có thể nói là hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Chúng ta sẽ là những người phát bóng trước với cầu phát bóng của chuyền 2 Lâm Oanh. Pha tấn công với đường chuyền sau đầu, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Bích Tuyền, một cú đập mạnh nhưng Indonesia phòng thủ được. Điểm cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta là những người mở điểm trước. Tình huống chớp thời cơ rất nhanh của đội trưởng Thanh Thúy. Thanh Thúy đang gặp chấn thương đầu gối và chưa hồi phục hoàn toàn. Ở lượt trận mở màn thì Thanh Thúy cũng là một trong những vận động viên thi đấu dưới sức trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Pha tấn công của Tú Linh, bóng ngoài. Việt Nam đang khởi đầu rất khởi sắc trong trận đấu này. Một màn thể hiện có thể nói là khác rất nhiều so với trận đấu gặp Philippines. Hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ được tinh thần này trong những hành trình tiếp theo. CV League không chỉ có chặng 1 tại Vĩnh Phúc mà chúng ta sẽ còn loạt trận ở chặng 2 tại Thái Lan. Và đương nhiên là những giải đấu lớn mà đội tuyển Việt Nam vẫn mong muốn có thể tiếp tục chinh phục. 3 điểm liên tiếp cho đội tuyển Việt Nam và ngay lập tức huấn luyện viên Dokmai của Indonesia đã phải gọi hội ý. Mỗi set đấu thì mỗi đội bóng sẽ có một lượt hội ý. Mỗi lượt, chính xác là 2 lượt hội ý, mỗi lượt kéo dài 30 giây. Năm nay thì Indonesia mang sang Vĩnh Phúc Việt Nam với một đội trung bình thấp nhất, cầu thủ trẻ nhất 17 tuổi.
Cầu thủ lớn tuổi nhất 34 tuổi và độ tuổi trung bình của họ là 22. Trong khi đó thì độ tuổi trung bình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là 25. Thái Lan là đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất tại chặng 1 CV League năm nay. Lâm Anh vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình. 3 điểm liên tiếp cho đội tuyển Việt Nam. Pha tấn công ở biên 4. Đó là pha đánh bóng chéo dài với một... Chính xác hơn đó là tình huống tấn công ở vị trí số 2 của mũi công mang áo số 7 Ratri. Điểm đầu tiên cho Indonesia. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-3. Ratri chủ công mang áo số 7, sinh năm 2002 với chiều cao 1m77. Cơ hội cho Thanh Thúy. Đó là điểm block cho Indonesia. Tình huống chắn đôi của Indonesia đã ngăn chặn thành công được pha tấn công ở vị trí này của Thanh Thúy. 2-3. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Ratri. Thanh Thúy xử lý bước 1 tốt. Tấn công ở vị trí số 3 và đó là pha ra tay rất nhanh của Lê Thanh Thúy. Một cú đánh lao ngắn ghi điểm của đội tuyển Việt Nam. Bốn hai cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy sẽ là người phát bóng. Pha phát bóng tấn công của Thanh Thúy. Indonesia tiếp tục tấn công ở vị trí số 2 với cú đập của Megawati. Đây là Bích Tuyền. Bóng chạm tay chắn và rơi ngoài sân. 5-2 cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy đã dẫm vạch trong tình huống phát bóng vừa rồi. Sau chấn thương và đang trong quá trình hồi phục, cảm giác bóng, khả năng tấn công lẫn phòng thủ của Thanh Thúy đều đang gặp nhiều vấn đề. Đây cũng là điều dễ hiểu với một vận động viên đang nỗ lực trở lại sau chấn thương. Năm ngoái cũng tại Vĩnh Phúc này, Thanh Thúy chơi với phong độ cực cao. Pha xử lý chuyền 1-0 thành công của đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam. Điểm cho Indonesia. Tỷ số bây giờ là 4-5. Đó là một điểm ace cho Indonesia. Mirasuki là người phát bóng. Tiếp tục là Lê Thanh Thúy. Ngày hôm nay thì chúng ta đang tấn công nhiều hơn ở vị trí của các phụ công. Lê Thúy đã có 2 cú đập chất lượng với những tình huống đánh lao và mang về điểm cho đội tuyển Việt Nam. Ngay sau đây thì Lê Thúy cũng là người phát bóng. Sau khi trở lại đội hình 1 của đội tuyển Việt Nam thì phụ công Lê Thanh Thúy đang cho thấy một phong độ rất ấn tượng trong khoảng thời gian gần đây. Megawati. Đó là tình huống chắn bóng tốt của Tú Linh. Tú Linh và Nguyễn Thị Trinh với một pha chắn đôi rất rát ở vị trí số 2. Điểm block dành cho Tú Linh. Megawati. Lâm Anh cứu được bóng. Cơ hội cho Bích Tuyền tấn công. Bóng bật tay chắn và văng đi rất xa. Tiếp tục có điểm cho đội bóng của chúng ta. 8-4. Và với việc một đội bóng đã chạm điểm thứ 8 thì chúng ta cùng đến với loạt technical timeout đầu tiên trong trận đấu này. Mỗi set đấu từ set 1 tới set 4 sẽ có 2 lượt technical timeout trong mỗi set. Những lượt hội ý kỹ thuật này diễn ra vào điểm thứ 8 và điểm thứ 16 khi một đội chạm tới điểm số này trước tiên. Lợi thế về điểm số đang thuộc về đội tuyển Việt Nam và chúng ta cũng đang có tinh thần tốt trong trận đấu mở màn của trận này.
Nỗ lực phòng thủ thành công của Thanh Thúy và các đồng đội. Bóng vẫn còn, tấn công ở vị trí số 4. Đó là một cú đánh y với cái cổ tay rất dẻo của Arsela, chủ công mang áo số 9. Năm nay thì Arsela được đăng ký trong danh sách với vị trí đối chuyền, nhưng cô đang là một trong hai chủ công cùng với Ratri xuất phát trong đội hình của Indonesia. Arsela sinh năm 1997 với chiều cao 1m78. Đó là tình huống phát bóng tấn công ăn điểm của Indonesia. Điểm A dành cho đội bóng áo trắng. 6-8. Megawati là cầu thủ có kỹ năng phát bóng cực tốt. Năm ngoái thì Megawati không tới Vĩnh Phúc tham dự trạng 1 CV League vì bận thi đấu tại Hàn Quốc. Phòng thủ bước 1 tốt của Tú Linh. Đây là Bích Tuyền, đó là câu trả lời của đối chuyền bên phía đội tuyển Việt Nam. Cũng là một cú đánh y với cái cổ tay cực dẻo của Bích Tuyền. Bóng dính biên. Một pha kẻ biên chất lượng của Bích Tuyền, nhưng Indonesia đã đưa ra khiếu nại. Họ nghĩ rằng đó là một đường bóng ngoài. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những hình ảnh từ công nghệ Video Challenge. Nhưng trước tiên sẽ là những hình ảnh quay chậm. Có vẻ như bóng có thiên hướng ra ngoài nhiều hơn. Nếu dính vạch thì cũng sẽ chỉ có một lát cắt nhỏ thôi. Nhưng chúng ta sẽ cùng chờ đợi những góc máy tốt hơn để xác định cú đập vừa rồi của Bích Tuyền với một cú đánh y ở vị trí số 2. Những giây phút rất hồi hộp. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công của Bích Tuyền. Có cảm giác vẫn có một lát cắt nhỏ của trái bóng nằm trên vạch. Hy vọng rằng đây sẽ là điểm cho đội tuyển Việt Nam. Ở góc quay phía sau này thì lại mang tới cho chúng ta một cảm giác khác, rằng bóng ngoài nhiều hơn. Nhưng Video Challenge sẽ đưa ra câu trả lời. Challenge Boni now. Và bóng trong sân, điểm cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng không phải là một góc máy thực sự tốt để xác định chính xác đường bóng này. Nhưng quyết định cuối cùng của tổ trọng tài đó là một tình huống bóng trong sân. Ban huấn luyện của Indonesia có lẽ là tỏ ra không hài lòng. Họ cười khá nhạt. Nhưng quyết định cuối cùng được đưa ra, điểm cho Việt Nam. Cũng có những góc máy chúng ta đã cảm nhận được rằng vẫn có một lát cắt nhỏ của trái bóng dính trên vạch. Tình huống tấn công đưa bóng ra ngoài của Indonesia. Điểm 16 cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang nhập cuộc theo một cách hoàn toàn khác so với những gì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu gặp Philippines. Tình huống phát bóng lỗi. Cũng rất lâu rồi chúng ta mới chứng kiến một tình huống phát bóng lỗi của Bích Tuyền. Quãng thời gian gần đây Bích Tuyền cải thiện rất nhiều về kỹ năng phát bóng của mình. Nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì trong lượt trận đầu tiên Bích Tuyền không phát lỗi bất cứ một tình huống nào. Được chuyển sau đầu cho Nguyễn Trinh, và đó là pha tấn công hay của Trịnh Điện. Trong trận đấu gặp Philippines, Nguyễn Thị Trinh cũng tỏ ra vô cùng lạnh lùng với những tình huống đánh bay sau như thế này. Pha tấn công một chân sau đầu với tình huống kết thúc rất chuẩn xác, đưa bóng về phía cuối sân của Nguyễn Thị Trinh. Pha tấn công ở vị trí số 4, chặn bóng tốt. Thanh Thúy. Đây sẽ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền cho Thanh Thúy. Cú đập bóng chéo sân rất đẹp mắt của Thanh Thúy. Năm ngoái tại Vĩnh Phúc, mỗi lần bóng lên tới vị trí của Thanh Thúy thì khả năng ăn điểm của đội tuyển Việt Nam là rất cao. Từ AVC Club, giải đấu cấp câu lạc bộ, nhưng khi đó chúng ta đăng ký dưới cái tên Sports Center One, thực chất là đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy đã đánh bại những tay chắn cao lớn của những đội bóng tới từ Kazakhstan hay từ Trung Quốc. Và sau đó cùng với các đồng đội vượt qua cả Diamond Foot của Thái Lan. Đó vẫn là một kỷ niệm vô cùng đẹp với các khán giả tại Vĩnh Phúc vào năm ngoái. Danh hiệu lịch sử đầu tiên của bóng chuyền Việt Nam. Và đó cũng là bàn đạp đưa chúng ta tới nhiều giải đấu hơn, tham dự và cọ sát ở nhiều sân chơi quốc tế hơn. Tỷ số lúc này đang là 8-12. Cầu phát bóng của Winda.
Thanh Thúy. Quyền Đà không thủ được chiếc cú đập bóng chéo sân vừa rồi của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Ngày hôm nay thì đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy đang tấn công hiệu quả hơn rất nhiều so với trận đấu gặp Philippines vừa qua. Thanh Thúy có một cái cổ tay rất dẻo. Pha phối hợp tấn công ở vị trí số 3 và điểm block của Thanh Thúy. Master block dành cho đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Đây chính là câu trả lời của Thanh Thúy cho những bình luận thiếu tích cực về đội trưởng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Philippines. Với các cổ động viên của nước nhà, có lẽ chúng ta nên ủng hộ các vận động viên Việt Nam hơn thay vì chỉ trích họ, và phải hiểu hoàn cảnh trong từng thời điểm. Năm ngoái Thanh Thúy đã chơi rất hay và đóng góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái được nhiều thành công. Năm nay thì cô đang nỗ lực trở lại sau chấn thương. Thanh Thúy đang dính chấn thương gối sau giải đấu diễn ra tại Cúp Bình Điền vừa qua. Ngoài ra thì trong đội hình của đội tuyển Việt Nam chúng ta còn một trường hợp nữa cũng đang dính chấn thương, đó là chủ công Nguyễn Anh, người bị lật cổ chân, cũng đang rất nỗ lực để có thể tìm lại trạng thái tốt nhất của mình. Tấn công ở vị trí số 3. Lại là cú đánh của Lê Thanh Thúy và đối thủ không phòng thủ được. 16-9 cho đội tuyển Việt Nam. Cách biệt đang ngày một được nới rộng. Với điểm số thứ 16 thì chúng ta bước vào loạt Technical Timeout lần thứ 2 trong set 1. Lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta cần một trận đấu với chiến thắng nhanh gọn để tiết kiệm sức lực, dồn sức cho trận chung kết của giải đấu tại chặng 1 CV League năm nay. Mặc dù với thể thức thi đấu vòng tròn nhưng cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Việt Nam luôn được coi là trận chung kết của CV League. Trong suốt 3 mùa giải vừa qua, Thái Lan đều là đội bóng giữ ngôi vô địch ở nội dung của nữ. Với 5 trận đấu được tổ chức, họ vô địch cả 5 lần. Vị thế độc tôn của bóng chuyền nữ Thái Lan là điều dễ hiểu, bởi đẳng cấp của họ đã vượt xa khỏi tầm khu vực Đông Nam Á, cũng như là một trong số những đội bóng lớn ở châu lục và đã từ lâu tham dự sân chơi thế giới. Chúng ta thì chưa đạt được tới đẳng cấp đó, nhưng đang nỗ lực để rút ngắn cách biệt. Đường chuyền sau đầu. Pha xử lý không thành công của Bích Tuyền. Điểm số thứ 10 dành cho Indonesia. Người phát bóng là Rachi, chủ công mang áo số 7. Khánh Đang xử lý bước 1 đẹp. Tiếp tục là tình huống tấn công ở vị trí số 3 của Lê Thanh Thúy. Megawati, bóng chạm tay chắn của chúng ta và văng đi rất xa. Điểm cho Indonesia 11-16. Sau lượt hội ý kỹ thuật vừa rồi thì Indonesia đã có được những điểm số liên tiếp. Một pha phối hợp chưa thực sự đúng nhịp giữa Lâm Oanh và Lê Thanh Thúy. 12-16 và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải sử dụng tới quyền timeout. Lượt hội ý đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Những điểm số liên tiếp dành cho Indonesia, nhưng chúng ta vẫn đang giữ được một cách biệt tạm ổn trong set đấu thứ nhất này. Cầu phát bóng tiếp tục là của Rachi. Trong trận đấu gặp Philippines thì các cầu thủ Philippines rất tập trung phát bóng vào vị trí của Thanh Thúy cũng như là Bích Tuyền để phá bước 1 của đội tuyển Việt Nam.
Những cầu thủ có chiều cao tốt như Bích Tuyền và Thanh Thúy đương nhiên sẽ không có lợi thế trong những tình huống phòng thủ xử lý bước một, khi các vận động viên sẽ phải hạ thấp trọng tâm. Và đặc biệt là với một vận động viên đang chấn thương gối như Thanh Thúy thì việc hạ thấp trọng tâm sẽ khó khăn hơn so với những người khác. Tình huống phát bóng tấn công đưa bóng ra ngoài của Trần Thị Thanh Thúy. 13-17 cho Indonesia. Cách biệt vẫn đang là 4 điểm. Người phát bóng bên phía Indonesia là phụ công mang áo số 11, Mirasuki. Được chuyền cho Bích Tuyền. Đối thủ có một tình huống chắn bóng tốt. Master block dành cho Indonesia. Chuyền một lên chưa thực sự đẹp mắt và Lâm Oanh cũng đã rất nỗ lực để sửa bóng cho Bích Tuyền. Nhưng tình huống tấn công của chúng ta đã bị chặn lại. Bên phía đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi ở vị trí chủ công. Nguyễn Anh vào sân thay cho đội trưởng Thanh Thúy. Giờ thì chúng ta sẽ chơi với cặp chủ công là Nguyệt Anh và Tú Linh, và rất có thể Bích Tuyền sẽ được đẩy sang để chuyên trách tấn công nhiều hơn, khi chúng ta đang có nhiều cầu thủ có khả năng xử lý bước một tốt ở trên sân. Cầu phát bóng của Lê Thanh Thúy. Đường chuyền cho Bích Tuyền. Chưa có điểm. Bóng bật mép lưới và đã có một tình huống ghi điểm có phần may mắn dành cho Indonesia. 15-18, Indonesia đang liên tục thu hẹp cách biệt với đội tuyển Việt Nam. Giờ thì hàng công của đội tuyển Việt Nam sẽ trông chờ rất nhiều vào Bích Tuyền. Và có lẽ Bích Tuyền sẽ nhận nhiều bóng hơn. Và tấn công của Bích Tuyền, liệu bóng có chạm chắn hay không? Trọng tài xác định điểm cho đội tuyển Việt Nam. Như vậy là trọng tài xác định lỗi lưới của Indonesia. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có sự thay đổi một cặp vận động viên với vị trí chuyền 2 và đối chuyền. Kiều Trinh vào sân thay cho Bích Tuyền, còn chuyền 2 Kim Thoa chơi thay cho Lâm Oanh. Đây là lúc mà chúng ta có thể xoay tua cầu thủ để đảm bảo thể lực cho trận đấu quan trọng nhất của chặng 1 CV League diễn ra vào ngày mai. Và phối hợp không đúng nhịp của Indonesia, cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam, Kiều Trinh. Có lẽ là điểm block đã thuộc về Winda. Năm ngoái Winda đã tuyên bố sẽ giải nghệ, nhưng năm nay thì cô bất ngờ trở lại và tới Vĩnh Phúc năm thứ 2 liên tiếp để tham dự chặng 1 CV League. Phát bóng rút lưới, tình huống phát bóng lỗi là của chủ công Asela. Điểm thứ 20 dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy sẽ trở lại ngay sau đây. Và Nguyễn Anh là người rời sân. Cầu phát bóng của Tú Linh. Tấn công ở vị trí số 4. Khánh Đang phòng thủ hay. Đường chuyền của Thanh Thúy, đây là Kiều Trinh. Vẫn chưa có điểm. Megawati xử lý an toàn. Nhưng Kiều Trinh cũng phải rất vất vả. Thanh Thúy, có lẽ bóng đã chạm chắn rồi. Điểm cho đội tuyển Việt Nam. Indonesia quyết định gọi timeout lần thứ 2, khi đội tuyển Việt Nam đã nới rộng cách biệt lên thành 5 điểm. Và chúng ta chỉ còn cách chiến thắng trong set 1 4 điểm nữa thôi. Lượt hội ý 30 giây của Indonesia đã kết thúc. Điểm đang là 21-16 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.
rất nhiều cơ hội để cho chúng ta có thể vượt lên dẫn trước trong trận này bằng một chiến thắng trong set 1. Tiếp tục là cầu phát bóng của Tú Linh. Đường chuyền sau đầu cho Megawati. Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh chặn bóng hay. Hai tình huống chặn bóng liên tiếp của đội tuyển Việt Nam ở biên 4 và cả vị trí số 2 biên sau. Thêm một điểm nữa được ghi cho đội bóng áo vàng. Indonesia có sự thay đổi ở vị trí chủ công. Santi vào sân thay cho Ratri. Santi là một mũi công trẻ của Indonesia, một mũi công đầy triển vọng. Cô gái này sinh năm 2007. Và bật nhảy rất cao của Santi. Đây là Thanh Thúy. Cú đập bóng với lực rất tốt nhưng Indonesia phòng thủ hay. Tiếp tục là Santi. Bóng mặt chắn. Điểm cho Indonesia. Santi sinh ngày 12 tháng 8 năm 2007. Như vậy là phải hơn một tuần nữa thì chủ công này mới bước sang tuổi 17. Santi có chiều cao 1m74, một trong những mũi công trẻ và đầy triển vọng của bóng chuyền xứ Vạn Đảo. Đường chuyền của Kim Thoa, đây là Thanh Thúy. Santi. Tiếp tục là tình huống tấn công của Indonesia hàng sau. Chúng ta chắn bóng tốt nhưng có lẽ đó là tình huống mà trọng tài xác định. Bóng chạm tay chắn của đội tuyển Việt Nam và đi ra ngoài, thay vì một tình huống đánh bóng không qua lưới của Indonesia. Ngay lập tức đội tuyển Việt Nam đưa ra khiếu nại. Nếu bóng không chạm tay chắn thì đó sẽ là điểm cho đội tuyển Việt Nam. Góc quay này rất khó để xác định rằng bóng có chạm tay của Trinh Nguyễn hay không. Vẫn cần thêm một góc máy tốt hơn nữa. Phản ứng của Nguyễn Thị Trinh thì dường như là bóng cũng đã chạm tay phụ công của chúng ta. Nhưng vẫn cần những hình ảnh từ công nghệ Video Challenge Eyes. Đúng là như vậy. Khiếu nại không thành công của đội tuyển Việt Nam. 18-22. Chúng ta mất một lượt khiếu nại sai trong set 1. Đường chuyền sau đầu. Lại là pha tấn công hay của Nguyễn Thị Trinh. Trinh Điện tại giải đấu lần này tấn công thực sự hiệu quả với những tình huống đánh một chân sau đầu. Đưa bóng ra biên 4. Sức bật của Santi là rất ấn tượng. Tại giải đấu năm nay thì Indonesia không đăng ký thông số chuyên môn cho các vận động viên tại trạng 1 CV League. Nên chúng ta cũng chưa xác định được sức bật cụ thể của Santi lúc này là chỉ số như thế nào. Đường chuyền của Khánh Đăng cho Thanh Thúy. Một pha đập bóng rất mạnh. Ngay sau đó thì Lê Thanh Thúy đã chớp được thời cơ. 24, hai phụ công của đội tuyển Việt Nam đều đang chơi hay trong trận này với Lê Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục xoay vòng cầu thủ với cặp đôi Lâm Oanh và Bích Tuyền trở lại sân. Cầu phát bóng của Lâm Oanh. Rất nhiều set point cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội cho Bích Tuyền kết thúc trận đấu này và chúng ta đã có chiến thắng trong set 1. 25-19 là tỷ số của trận đấu thứ nhất. Một trận đấu mà mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta dẫn điểm ngay từ đầu, nhập cuộc rất nhanh và tạo ra một thế trận áp đảo trước Indonesia. Điểm số cũng luôn được duy trì ở một khoảng cách an toàn. Và sau cùng đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu này với tỷ số 25-19 để vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Quý khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại
với những hình ảnh trực tiếp tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai, trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. Lượt trận thứ hai trong ngày thi đấu thứ hai của giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á CV League 2024. Giải đấu này diễn ra từ ngày 2 tháng 8 và kết thúc vào ngày 4 tháng 8. Và toàn bộ những diễn biến của giải đấu này quý vị đều có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Và đương nhiên cả chặng 2 của CV League diễn ra tại Thái Lan thì những hình ảnh tại Thái Lan cũng sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp và gửi tới quý khán giả. Set 1 kết thúc với chiến thắng 25-19 dành cho Bích Tuyền và các đồng đội. Trong đó chúng ta có 16 điểm tấn công, 3 điểm block và nhận được 6 điểm từ lỗi của đối thủ. Hiệu suất tấn công ăn điểm của đội tuyển Việt Nam cao hơn hẳn so với Indonesia trong set đấu thứ nhất. Và tấn công cực mạnh của Bích Tuyền. Một cú đập chất lượng ở vị trí số 4. Đường truyền dài rất hay của Lâm Oanh dành cho Bích Tuyền. Bích Tuyền là người ghi được nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Philippines với 27 điểm. Ngày hôm nay thì Bích Tuyền đương nhiên vẫn sẽ là sự kỳ vọng lớn nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trong set 1, hiệu suất ăn điểm tấn công của đội tuyển Việt Nam là 55,17%, còn với Indonesia chỉ là 31,25%. Megawati bên phía Indonesia, mũi công được kỳ vọng nhất cũng chưa thể hiện được nhiều ở trận này. Và phát bóng ra ngoài của Santi. Ở vị trí số 3 đã bị bắt bài. Miếng đánh lao của Indonesia đã không thắng được hai tay chắn của đội tuyển Việt Nam. Điểm block dành cho Bích Tuyền. Đường chuyền sau đầu Megawati. Lâm Oanh thủ hay. Đây là Bích Tuyền. Tình huống phòng thủ thành công của Indonesia, lại là Megawati. Chúng ta chặn bóng tốt. Đây sẽ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền. Pha ra tay vừa rồi là của Nguyễn Thị Trinh, vẫn chưa có điểm, một loạt bóng bền. Tiếp tục là thời cơ tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền sau đầu dành cho Trinh Nguyễn. Bóng bật mép lưới. Và có lẽ cũng đã chạm qua tay chắn của chúng ta trước khi đi ra ngoài sân. 2-3. Tuyển Việt Nam cứu được bóng nhưng đây sẽ là tình huống tấn công của Indonesia. Cú đập rất mạnh từ vị trí số 2 của Megawati. Tỷ số được cân bằng 3-3. Tình huống bỏ nhỏ hay của Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Trinh đang có những pha chạm bóng rất tinh tế. Khi thì tấn công mạnh mẽ với những cú đánh bay sau, khi thì xử lý kỹ thuật với những pha chạm bóng như thế này. Một cú chạm bóng nhẹ nhàng nhưng loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Indonesia và giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm nữa để nâng tỷ số lên 4-3. Chuyển bóng lỗi, bóng đã chạm cột anten và đó đương nhiên được tính là một đường bóng ngoài của Indonesia. 5-3 cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền sau đầu quá mạnh, bóng đã vượt ngoài tầm xử lý của Megawati. Indonesia vừa có một pha phối hợp hay với tình huống kết thúc của phụ công mang áo số 17, đó là Winda. Winda bật rất cao trong đường bóng này.
Tình huống phòng thủ hay của Tú Linh, nhưng sau đó thì Bích Tuyền kết thúc đưa bóng ra ngoài sân. Tỷ số được cân bằng 5-5. Set 2 này Indonesia đang tạo ra nhiều khó khăn hơn cho đội tuyển Việt Nam trong những phút đầu. Đường chuyền sau đầu cho Trinh Nguyễn, và đó tiếp tục là một pha ghi điểm của phụ công Nguyễn Thị Trinh. Trong trận đấu gặp Philippines thì chỉ số ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh chỉ thua kém Bích Tuyền trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Thị Trinh cùng với Vi Thị Như Quỳnh cùng ghi được 8 điểm. Đưa bóng ra biên, nỗ lực cứu bóng của Khánh Đăng và cả Tú Linh nữa. Chúng ta đã thủ được đường bóng này, nhưng sau đó Indonesia tấn công hay với pha kết thúc của Winda. Một tình huống tấn công nhanh của đội bóng áo trắng. Tỷ số lại được cân bằng. Đường chuyền cho Trần Thị Thanh Thúy. Tú Linh. Pha xử lý không thành công của Tú Linh. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tú Linh nhận một đường chuyền hơi vặn sườn. Bảy sáu cho Indonesia. Thanh Thúy, đối thủ chắn bóng rất rát. Đây là Bích Tuyền. Indonesia đang chắn bóng rất hay. Tiếp tục là Thanh Thúy bỏ nhỏ. Vẫn chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Megawati. Indonesia vượt lên và tạo ra khoảng cách 2 điểm. Họ đang chơi hay trong set 2 này. Và giờ thì chúng ta cùng đến với lượt technical timeout lần đầu tiên của set 2. Những tình huống phòng thủ trên lưới rất tốt của Indonesia đã ngăn chặn được những cú đập mạnh của Thanh Thúy cũng như Bích Tuyền. Lượt hội ý kỹ thuật đầu tiên của set 2 đã kết thúc. Mỗi lượt hội ý kỹ thuật sẽ kéo dài 1 phút. Trong khi đó thì với những lượt time out, những lượt gọi hội ý của các đội sẽ kéo dài 30 giây. Và xử lý bước 1 không tốt của Khánh Đăng. Khánh Đăng tại chặng 1 Civilic năm nay đang không có được phong độ tốt nhất. Và huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt đã rút Khánh Đăng ra để đưa vào sân libero Lê Thị Yến. Megawati, cú đập bóng tốt của đối chuyền mang áo số 8. Indonesia đang liên tục có điểm. Arsala là người phát bóng. Phát bóng ngoài. Đổi vào điểm cho đội tuyển Việt Nam 70. Cũng là một đường bóng ngoài sau tình huống phát bóng vừa rồi của Nguyễn Thị Trinh. Và chúng ta đưa ra khiếu nại. Tiếng chuông đã vang lên. Không, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định không khiếu nại. 11-7 cho Indonesia.
Thanh Thúy. Cú đập cắm gian của Trần Thị Thanh Thúy. Boom Smile. Một pha phối hợp rất đẹp mắt, đầy uy lực với độ chính xác cao của Lâm Oanh và Thanh Thúy. Santi, cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Bích Tuyền, bóng rơi ngoài sân và điểm cho đội bóng của chúng ta. 9-11. Megawati, Tú Linh không phòng thủ được. Dù bóng đã giảm lực sau khi chạm chắn, một pha tấn công tốt của Megawati. Đường bóng rất khó để cho chúng ta có thể phòng thủ thành công. Cơ hội tấn công cho Megawati. Đường chuyền sau đầu cho Thanh Thúy bỏ nhỏ. Libero của Indonesia chơi hay. Santi tiếp tục có điểm cho đội bóng áo trắng. Ở set 2 này thì Indonesia đang tấn công rất hiệu quả với hai mũi công Santi và Megawati. Chúng ta cần bám chắn tốt hơn với hai cầu công này. Pha phối hợp đánh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam và chúng ta đã giành lại quyền phát bóng. Điểm Việt Nam 10-13. Bích Tuyền là người kết thúc đường bóng vừa rồi. Tình huống phối hợp đánh lao len ghi điểm của đội tuyển Việt Nam. Khoảng cách đang là 3 điểm. Thanh Thúy phát bóng tấn công. Đường chuyền sau đầu cho Santi. Cơ hội phản công cho Bích Tuyền. Cú đập bóng rất mạnh. Bóng ngoài. Lê Thị Yến đã cảm giác bóng rất tốt ở đường bóng này. Và Indonesia gọi hội ý. Pha bóng mà libero Lê Thị Yến hoàn toàn có thể xử lý được bóng. Nhưng libero này đã cảm nhận rất tốt rằng bóng sẽ rơi ngoài sân và quyết định đưa ra là vô cùng chính xác. 11-13, chúng ta đang kém đối thủ 2 điểm. Tiếp tục là cầu phát bóng của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Đưa bóng ra biên 4. Và bật nhảy rất cao của Megawati. Tú Linh cứu bóng hay. Thanh Thúy hàng sau bỏ nhỏ. Và xử lý tinh tế của đội trưởng Thanh Thúy. Một cú chạm bóng mang lại điểm số cho đội tuyển Việt Nam cùng sự phấn khích với các cổ động viên tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc. Tình huống xử lý ở độ tinh tế rất cao của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. 12-13. Đường đánh chiến thuật của Indonesia. Chúng ta đã bị bắt lỗi lưới rồi. Đội tuyển Việt Nam có lẽ là quyết định đưa ra khiếu nại. Liệu chúng ta có dính lưới hay không? Indonesia
Malaysia vừa thực hiện một miếng đánh phối hợp khá phức tạp với tình huống tấn công của mũi công bằng áo số 12, đó là Santi. Đó là một pha phối hợp đánh bay sau chồng sau. Mũi công của họ giả như di chuyển để thực hiện một cú đánh một chân sau đầu, nhưng đối chuyền, hoặc chính xác hơn là chủ công của họ mới là người kết thúc đường bóng. Tất cả vẫn đang chờ đợi những hình ảnh từ công nghệ video Channel 9. Lưới đã rung lên, nhưng cũng cần xác định xem ai là người chạm lưới hay là trái bóng đã chạm lưới. Cuối cùng là chúng ta không mắc lỗi và sẽ thực hiện lại đường bóng này. Một lượt khiếu nại chính xác và thành công của đội tuyển Việt Nam. Thành Thúy tiếp tục giữ được cầu phát bóng. Megawati đánh bóng không qua lưới. Vừa rồi thì đối chuyền mặc áo số 8 đã nhận một đường chuyền không tốt. Và 13 đều, đội tuyển Việt Nam đã san bằng được cách biệt. Tiếp tục là một tình huống phối hợp không thành công nữa của Indonesia. Lần này thì họ phân phối bóng cho phụ công với một miếng đánh ở vị trí số 3. Người đã đánh bóng không qua lưới đó là Mirasuki. Huống phối hợp đánh nhanh sau của Indonesia. Thành Thúy vẫn đang tiếp tục giữ được cầu phát bóng của mình. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam liên tục phát bóng vào vị trí của chủ công Asela. Santi. Santi bật nhảy rất cao. Động tác vào đà và bật nhảy của mũi công năm nay mới chỉ 16-17 tuổi này thực sự là rất ấn tượng. Cuối cùng thì Indonesia cũng đã cắt được cầu phát bóng của Thanh Thúy. Và đội bạn vượt quá thời gian 8 giây. 15-14 cho đội tuyển Việt Nam. Indonesia không nhớ cầu của mình. Và khi Santi nhận ra mình mới là người phát bóng tiếp theo thì mọi chuyện đã là quá muộn. Điểm thứ 15 cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền ra biên. Và kết thúc tốt vừa rồi là của Asela. Trong trận đấu gặp Thái Lan thì Asela cũng là một trong những mũi công đóng góp nhiều điểm số cho Indonesia, chỉ xếp sau Megawati. Và kết thúc của Nguyễn Thị Trinh. Hiệu suất ghi điểm rất đáng nể của phụ công bằng áo số 15. Chúng ta đến với lượt hội ý kỹ thuật thứ hai trong set đấu này. Mỗi lần Trinh Nguyễn di chuyển đánh một chân sau đầu thì gần như Việt Nam có điểm.
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thay đổi cặp vận động viên ở vị trí chuyền 2 và đối chuyền. Megawati điểm cho Indonesia, tỷ số được sa bằng 16 đều. Megawati phát bóng, cũng là một tình huống phát bóng tấn công, bóng rơi sau vạch cuối sân, đó là một đường bóng ngoài. 17-16 cho đội tuyển Việt Nam. Pha phát bóng ngắn rất khó chịu của Tú Linh, tiếp tục có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Điểm ace dành cho Tú Linh. Tú Linh với kỹ năng phát bóng bay cũng rất khó chịu. Những cầu phát bóng của Tú Linh ở những giải đấu năm ngoái thường giúp cho đội tuyển Việt Nam lên được rất nhiều điểm. Rồi tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy, Megawati chắn bóng tốt. Tình huống chắn đôi của Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh. Master block cho đội tuyển Việt Nam. 19-16. Thanh Thúy là người nhận điểm block ở tình huống này. Thanh Thúy đang chơi hay hơn rất nhiều so với trận đấu ngày hôm qua. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn đang rất nỗ lực để trở lại. Và nếu như Thanh Thúy đạt được phong độ cũng như thể trạng tốt nhất thì chắc chắn trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ vô cùng hấp dẫn. Dù chúng ta bị đánh giá thấp hơn, nhưng với sự góp mặt của Thanh Thúy, của Bích Tuyền và những người đồng đội, và đặc biệt là khi chúng ta được thi đấu trước sự cổ vũ của các cổ động viên nhà, hy vọng là có cho đội tuyển Việt Nam. Tú Linh vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình. Bóng ngoài. 20-16. Indonesia chơi tốt ở nửa đầu set 2, nhưng lúc này thì chúng ta đang là những người vượt lên với khoảng cách 4 điểm. Indonesia có sự thay đổi ở vị trí chuyền 2. Putri trở lại thay cho Sanger. Pha tranh chấp bóng tốt của Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Trinh vẫn vậy, phong độ luôn vô cùng ổn định và đóng góp rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam. 21-16 rồi. Winda mặc dù có tư thế thuận lợi hơn trong đường bóng vừa rồi nhưng cũng không tranh chấp trên lưới được với Trinh Nguyễn. Điểm ace tiếp theo dành cho Tú Linh. 22-16. Như chúng tôi đã nói, Tú Linh không có kỹ năng phát bóng tấn công, nhưng những tình huống phát bóng bay của Tú Linh cũng rất lợi hại và luôn giữ được cầu phát bóng dài cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền sau đầu cho Megawati. Pha tấn công ở vị trí số 1. Trọng tài xác định điểm thuộc về Việt Nam. Đó đương nhiên là một đường bóng ngoài. Vấn đề cần xem xét còn lại là chúng ta có mắc lỗi nào trong tình huống phòng thủ không, và đương nhiên là không. 23-16 rồi. Tú Linh vẫn đang tiếp tục giữ được cầu phát bóng của mình.
Đường chuyền quá khó cho Megawati và đây sẽ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Trần Thị Thanh Thúy. Như vậy là bóng không chạm chắn. 17-23. Thanh Thúy đánh bóng bật mép lưới và đi ra ngoài sân. Pha phối hợp đánh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Megawati. Đây là Thanh Thúy bỏ nhỏ. Tình huống xử lý hay của Thanh Thúy nhưng vẫn chưa có điểm. Lê Thị Yến cứu bóng tốt, lại là Thanh Thúy. Gõ bóng rất chuẩn vào khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Indonesia. 24-17. Có tới 7 set point cho đội tuyển Việt Nam trong set đấu thứ hai này. Trinh. Điểm ace dành cho Trinh Nguyễn cũng đã khép lại set đấu thứ hai với chiến thắng 25-17 cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ kết thúc trận đấu này sau 3 set để các tuyển thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể lực, sẵn sàng nghênh đón Thái Lan. Đội bóng chỉ mất có 6 set đấu chóng vánh để vượt qua hai đối thủ Indonesia và Philippines và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 lượt trận. Xin mời quý khán giả cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi tiếp tục theo dõi những diễn biến trong set 3 trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia tại trạng 1 CV League 2024. Quý khán giả thân mến, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục với set đấu thứ 3, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Đội bóng của chúng ta sẽ là những người phát bóng trước trong set đấu này. Ở set 2 thì đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm ace, 3 điểm block. Nhưng hiệu suất tấn công của chúng ta đã giảm so với set 1. Set 2 Indonesia chặt bóng cũng rát hơn. Thời điểm nửa đầu set đấu họ là những người có được lợi thế về điểm số. Nhưng càng về cuối set thì chúng ta lại càng vượt lên và sau cùng giành chiến thắng với tỷ số 25-17 để vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Trong set 2, hiệu suất tấn công của Việt Nam chỉ còn 34,62%, còn với Indonesia, hiệu suất tấn công ăn điểm của họ là 36,67%. Chúng ta có được 10 điểm từ lỗi của đối thủ. Lâm Anh phát bóng để mở màn cho set đấu này. Điểm block cho đội tuyển Việt Nam, đó là tình huống chắn đôi của Vi Thị Như Quỳnh và Lê Thanh Thúy. Như Quỳnh xuất phát trong set đấu thứ 3. Lần đầu tiên Như Quỳnh ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Trong trận đấu gặp Philippines, Như Quỳnh vào sân thay cho đội trưởng Thanh Thúy và đã tỏa sáng để giúp cho chúng ta lật ngược tình thế. Cho tới thời điểm này thì toàn bộ 14 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều đã được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đưa vào sân. Trong trận đấu gặp Philippines thì những cái tên như Đinh Thị Trà Giang, Phạm Thị Hiền, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh cũng đã được sử dụng từ băng ghế dự bị. Cú đánh vừa rồi là của Bích Tuyền. Phản xạ rất nhanh của Lê Thanh Thúy. Và đây là Như Quỳnh tiếp tục có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 2-1.
Như Quỳnh sinh năm 2002, là vận động viên nhỏ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam lúc này. Trong khi đó thì người lớn tuổi nhất là Đinh Thị Trà Giang, hơn Như Quỳnh tròn 10 tuổi. Santi rất nỗ lực để cứu được đường bóng vừa rồi. Và phối hợp tấn công không thành công của Lâm Oanh và Lê Thanh Thúy. Hai đều. Bích Tuyền. Bóng lọt chắn và điểm cho đội tuyển Việt Nam. Đó là điểm ace dành cho đội tuyển Việt Nam. 4-2. Tình huống phát bóng ăn điểm ngay của phụ công Lê Thanh Thúy. Cặp phụ công Lê Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh đang góp nhiều điểm cho đội tuyển Việt Nam ở trận này. Trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta tấn công đều cầu hơn, không chỉ dựa dẫm nhiều vào khả năng ghi điểm của Bích Tuyền. Megawati sẽ phát bóng tấn công. Được chuyền ra biên 4 cho Tú Linh. Đối thủ chắn bóng tốt với tình huống chắn đôi của Winda và chuyền hai Putri. Tỷ số được cân bằng 4 đều. Người đã có được điểm block trong pha bóng vừa rồi là chuyền hai Putri. Bích Tuyền. Bích Tuyền ghi điểm giúp cho đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 5-4. Bóng đã sượt tay chắn của Indonesia. Đó là tình huống tấn công hàng sau của Vi Thị Như Quỳnh. Trong một năm trở lại đây thì kỹ năng tấn công sau vạch 3m của Như Quỳnh đã được cải thiện đáng kể. Cú đập tốt của Santi. Điểm Indonesia 5-6. Indonesia còn đang thua kém chúng ta 1 điểm. Tiếp tục là Như Quỳnh. Hàng sau. Tình huống tấn công đưa bóng ra ngoài sân của Megawati. Megawati ở giải đấu lần này cũng không đạt điểm rơi phong độ. Trong trận đấu tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia, đối chuyền này đã chơi rất hay và khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong một trận đấu kéo dài 5 set. Winda sẽ là người phát bóng ngay sau đây. Nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đã chơi tốt hơn so với trận đấu ngày hôm qua gặp Philippines. Và hy vọng là rằng chúng ta sẽ càng chơi tốt hơn nữa trong trận đấu diễn ra vào ngày mai khi chạm trán với Thái Lan. Tú Linh.
Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Minh Tuyền hàng sau. Đánh bóng không qua lưới. Pha tấn công từ vị trí số 1 của Minh Tuyền. 7-0. Đó là pha ra tay rất nhanh của Trịnh Điện. Tình huống phối hợp hay giữa Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh. Chúng ta có lợi thế một điểm khi bước vào loạt hội ý kỹ thuật lần đầu tiên của trận đấu này. Điều chuyển ra biên 4 cho Như Quỳnh. Tiếp tục là tình huống tấn công của Như Quỳnh. Như Quỳnh đánh bóng với lực cổ tay rất tốt. Nhưng Indonesia cũng đã có một pha phòng thủ hay. Đó là Lê Thanh Thúy. Tình huống tấn công ở vị trí số 3 giúp cho đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 9-7. Indonesia có sự thay đổi ở vị trí phụ công. Mirasuchi rời sân để nhường lại vị trí cho Mara Danti. Điều chuyền cho Megawati. Không được rồi. Cả Tú Linh và Lâm Hoành đều rất nỗ lực để cứu được bóng vừa rồi sau khi bóng chạm chắn. Nhưng những nỗ lực đó đã không mang lại thành quả. Bóng rơi quá xa, rơi sát vạch 3 mét. Lại là tình huống kết thúc ăn điểm của Lê Thanh Thúy. Cặp đôi phụ công line up của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay chơi rất hay với Lê Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh. Lê Thúy thì thi đấu ấn tượng với những cú đánh lao ở vị trí số 3. Còn Trinh Nguyễn thì ghi nhiều điểm nhờ những tình huống đánh chân sau đầu. Và kết thúc có điểm của Megawati. Tỷ số bây giờ là 9-10. Đường truyền cho Vi Thị Như Quỳnh. Một cú đánh chéo gắt của chủ công mặc áo số 16. Chúng ta cùng xem lại pha kết thúc ấn tượng này của Như Quỳnh. Những cú đánh chéo gắt nếu bóng trong sân thì rất khó để có thể phòng thủ được. Đó là điểm ace dành cho người em út của đội tuyển Việt Nam. Cú phát bóng ăn điểm ngay của Như Quỳnh. Thêm một trận đấu nữa, Như Quỳnh vào sân từ băng ghế dự bị và lại để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Pha chuyền bóng khó dành cho Megawati.
Ngày hôm nay thì bước 1 của Indo cũng không ổn, chuyền 2 của họ cũng gặp nhiều khó khăn và phân phối bóng cũng không tốt. Do đó những mũi công như Megawati cũng chưa phát huy được hết năng lực của mình. Ngày hôm qua thì Philippines phòng thủ hay, chuyền 2 phân phối bóng đa dạng và cũng rất ổn định. Còn chúng ta thì lại chơi dưới phong độ trong lượt trận mở màn. Ngày hôm nay mọi thứ đã thay đổi. Đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội để kết thúc trận đấu này chỉ trong 3 set đấu. Vẫn tiếp tục là cầu phát bóng của Vi Thị Như Quỳnh, chủ công người Nghệ An. Đội tuyển Việt Nam lúc này đang có rất nhiều phương án để huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn ở các cầu công. Tú Linh, pha tấn công ghi điểm của mũi công bằng áo số 20. Tú Linh thì không thiên về tấn công mạnh nhưng lại nổi trội về khả năng phòng thủ. Chủ công người Hà Tĩnh ở thời điểm này là vận động viên có kỹ năng xử lý chuyền một và phòng thủ tốt nhất trong số các chủ công của đội tuyển Việt Nam. Mỗi người một điểm mạnh. Và những mảnh ghép đó đang giúp cho huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt có những lựa chọn khác nhau cho mảng miếng chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Như Quỳnh phát bóng khó. Santi, Khánh đang phòng thủ hay. Đây là Như Quỳnh, pha tấn công từ hàng sau rất hiệu quả của Vi Thị Như Quỳnh. Chủ công mang áo số 16 liên tục ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Indonesia cũng đã rút Santi ra sân và đưa trở lại sân chủ công áo số 7 Ratri. Huấn viên Chamnan Dokmai cũng đã sử dụng hết những phương án của mình trên băng ghế dự bị nhưng vẫn không thể thay đổi được thế trận trong cuộc đọ sức ngày hôm nay với đội tuyển Việt Nam. Những cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội, chiến thắng luôn thuộc về đội bóng của chúng ta. Nhưng cũng nhiều trận đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Indonesia và phải kết thúc trận đấu ở set đấu thứ 5. Pha bỏ nhỏ hay của Bích Tuyền. 16-9 cho đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ sẽ là lượt hội ý kỹ thuật lần thứ 2 trong set 3. Năm ngoái tại hai trạng Civilic chúng ta thắng Indonesia một trận 3-1 và một trận với tỷ số 3-0 ở trạng 2. Trong khi đó thì ở sân chơi SEA Games họ đã kéo chúng ta vào set đấu thứ 5. SEA Games 2019 cũng vậy. Nhưng sau cùng thì tất cả những cuộc chạm trán gần đây, chiến thắng đều thuộc về đội tuyển Việt Nam. Ở khu vực Đông Nam Á thì lúc này bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ xếp sau bóng chuyền nữ Thái Lan thôi. Thái Lan thì ở một đẳng cấp khác. Họ được cọ sát nhiều, đào tạo bài bản từ những lứa trẻ, được thi đấu ở những môi trường đỉnh cao với nhiều cầu thủ đã được thi đấu ở các đội bóng nước ngoài, ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Nhật Bản, những nền bóng chuyền rất phát triển. Và tập thể đội tuyển quốc gia của họ thì cũng nhiều năm thi đấu ở sân chơi Volleyball Nation League, một trong những sân khấu bóng chuyền hàng đầu thế giới. Lúc này thì giấc mơ của người Thái chỉ còn là Olympic thôi, còn giấc mơ của Việt Nam chúng ta là Volleyball Nation League. Bóng ngoài, đổi vào điểm cho đội tuyển Việt Nam. 17-10, khoảng cách 7 điểm, rất an toàn. Chúng ta hoàn toàn có thể khép lại trận đấu ngày hôm nay chỉ sau 3 set. Thái Lan cũng thắng nhanh Indonesia sau 3 set đấu. Nhưng có lẽ là Thái Lan có một thế trận dễ dàng hơn so với những gì mà đội tuyển Việt Nam đang có ở trận này. Các đội bóng như Indonesia hay là Philippines khi chạm trán với Thái Lan thì họ cũng có thể nói là thi đấu với một tâm lý dè dặt hơn, vì gần như có nỗ lực đến mấy thì cũng không có cửa tạo nên bất ngờ.
Pha phối hợp giữa Lâm Oanh và Nguyễn Thị Trinh. Điểm cho Indonesia. Đó là tình huống tấn công ở vị trí số 4 của Rachi. 12-17. Khoảng cách được thu hẹp xuống còn 5 điểm. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lần đầu tiên gọi hội ý trong xét đấu thứ 3 này. Điều chỉnh công chuyện này nhá. Vì điều chỉnh phải nhanh xong là phải xử lý rồi. Phải nhảy treo, tốc độ nó ngắn mà. Điều chỉnh cái đưa ra đây thôi. Megawati là người phát bóng. Có lẽ sẽ là một tình huống phát bóng tấn công của đối chuyền mang áo số 8. Bóng leo lưới. Được chuyền cho Bích Tuyền. Một cú đập bóng mặt chắn rất mạnh của đối chuyền Bích Tuyền. 18-12 cho đội tuyển Việt Nam. Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam tiếp tục xoay tua cầu thủ. Kiều Trinh trở lại sân cùng với Kim Thoa, Lâm Oanh và Bích Tuyền được rút ra cho nghỉ. Ở thời điểm này thì những cầu thủ đang không có thể trạng tốt nhất như Thanh Thúy và Nguyệt Anh đương nhiên cũng sẽ được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan vào ngày mai. Pha tấn công tốt ở biên 4 của Rachi. Mười ba mười tám. Phản xạ tốt của Kim Thoa. Kiều Trinh và xử lý hay với tình huống tranh chấp trên lưới rất tốt của Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Trinh đã phản xạ tốt, phán đoán được ý đồ của đối thủ. Điểm block dành cho Trinh Nguyễn. Megawati. Và chớp thời cơ ăn điểm của Wida. Điểm Indonesia 14-19. 14-19. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Nhưng thế trận này thì sẽ có lợi cho chúng ta, vì đội tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì được cách biệt 5 điểm. Vị thị Như Quỳnh, pha xử lý bằng tay chiêu của Như Quỳnh. Megawati bỏ nhỏ. Đây là Tú Linh. Pha gõ bóng từ hàng sau rất kỹ thuật nhưng vẫn chưa có điểm. Bóng ngoài. Tình huống tấn công đưa bóng ra ngoài sân của đối chuyền Megawati. 20-14 cho đội tuyển Việt Nam. Nỗ lực cứu bóng không thành công của Tú Linh. Đối thủ có một pha tấn công tốt ở vị trí số 4. 15-20. Đó là tình huống kết thúc của Asla. Kiều Trinh. Cú đập bóng rất mạnh của Kiều Trinh. Một pha xoay cổ tay hay của đối chuyền mang áo số 11. Tại trạng 1 Civilic năm nay thì Kiều Trinh cũng đang có thể trạng không tốt. Đối chuyền này đã bị bào mòn thể lực khá nhiều sau những giải đấu liên tiếp. Và khoảng thời gian gần đây thì Kiều Trinh cũng đã bị ốm. Vị thị Như Quỳnh. Đối thủ chặn bóng tốt. 16-21.
sự trở lại của Bích Tuyền cùng với Lâm Oanh. Chúng ta tiếp tục thay cặp vận động viên. Bích Tuyền sẽ vào sân để kết thúc những hy vọng của Indonesia. Phát bóng ngoài, nhưng trọng tài chỉ tay cho điểm Indonesia. Khiếu nại ngay lập tức được đưa ra. Đương nhiên sẽ là challenge ball in out. Từ góc nhìn của chúng tôi thì có vẻ như đó là một đường bóng ngoài. Chúng ta cùng xem lại những góc máy quay chậm. Bóng ngoài khá rõ. Có lẽ là cũng không cần tới công nghệ video challenge eyes. Quyết định không chính xác của trọng tài người Philippines Rosario. Đội tuyển Việt Nam khiếu nại thành công. Những hình ảnh từ đạo diễn hình cũng đã cho chúng ta tường tỏ pha bóng vừa rồi cũng không cần tới video challenge eye nữa. Nhưng ngay sau đó thì Vi Thị Như Quỳnh cũng mắc lỗi phát bóng, đổi vào điểm cho Indonesia. Quý khán giả đang theo dõi những diễn biến trực tiếp của CV-League 2024 trận đấu thứ nhất trên kênh Allsport và các nền tảng của thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Ở thời điểm này có rất đông đảo các quý khán giả đang đồng hành cùng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trên các kênh sóng của VTV Cup. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý khán giả đã luôn đồng hành, quan tâm và cổ vũ cho đội tuyển. Megawati, trọng tài bắt lỗi lưới. Việt Nam thắng bóng trận lưới, điểm Indonesia 18-22. Nhiều khả năng sẽ có khiếu nại. Đội tuyển Việt Nam khiếu nại vì nghĩ rằng mình không dính lưới. Lê Thanh Thúy đã ra dấu rằng phục công này không chạm lưới. Còn Tú Linh thì đang băn khoăn rằng không, liệu rằng áo của mình có chạm lưới hay không. Bây giờ sẽ là những hình ảnh từ video challenge eyes. Có chạm rồi. Đúng là áo của Tú Linh đã chạm lưới. Lần này thì khiếu nại của chúng ta không thành công. 18-22. Hai lượt challenge liên tiếp, một lượt thành công và một lượt thì không của đội tuyển Việt Nam. 18-22. Người vừa phát bóng rút lưới đó là phụ công mang áo số 2, Maradanti. Chúng ta còn cách chiến thắng trong trận đấu này 2 điểm nữa thôi. Khả năng rất lớn là trận đấu này sẽ chỉ khép lại sau 3 set. Pha tấn công có điểm cho Indonesia. Trọng tài xác định bóng chạm tay chắn và sẽ có khiếu nại tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Liên tục những tình huống challenge trong set đấu thứ 3 này từ phía đội tuyển Việt Nam. Và tấn công ở vị trí số 4 của Ratri. Bóng không chạm chắn. Lần này thì lại là một lần khiếu nại thành công của đội tuyển Việt Nam. Indonesia đánh bóng ra ngoài, không chạm tay chắn. Điểm Việt Nam 24-18. Trong ít phút, tổ trọng tài cũng đã có nhiều tình huống đưa ra quyết định sai. Và đó chính là tính hữu ích của công nghệ video challenge eyes. Rất nhiều match point cho đội tuyển Việt Nam. Megawati. Nỗ lực của Như Quỳnh vẫn không đủ giúp cho chúng ta cứu được đường bóng vừa rồi. 19-24. Vẫn còn 5 match point nữa cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Cú phát bóng của Megawati. Phát bóng rút lưới và trận đấu kết thúc sau tình huống này. 25-19. Tỷ số bằng với tỷ số của set 1.
Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc trước Indonesia bằng chiến thắng 3-0. Ngày hôm nay thì chúng ta đã chơi tốt hơn rất nhiều so với trận đấu gặp Philippines.